Baby Monster, hai đàn chị Blackpink thua thảm, đạt kỷ lục chưa từng có ở K-pop với bài hát đầu tay. Baby Monster đã chính thức có màn ra mắt với tư cách nhóm nhạc K-pop cùng ca khúc mở màn mang tên Better Up. Dù còn vướng nhiều tranh cãi, nhưng nhóm đã thành công phá kỷ lục đàn chị Blackpink trước đó. 0 giờ ngày 27 tháng 11, theo giờ Hàn Quốc, YG đã chính thức thả sức MV Better Up, đánh dấu sự ra mắt nhóm nữ thế hệ mới Baby Monster. Cuối cùng, sau 11 tháng chờ đợi, công chúng cũng đã được chiêm ngưỡng nhóm nữ em gái Blackpink. Với đội hình 6 người, Ruka, Farita, Asa, Rami, Rora và Chiquita, thiếu vắng át chủ bài Aeon, MV đậm chất hip-hop Butter Up mang về nhiều phản ứng ngay sau khi lên sóng. Ngày 28 tháng 11, tờ Newsweek đưa tin nhóm nhạc nữ mới Baby Monster của YG Entertainment vượt kỷ lục của người tiền nhiệm Blackpink. Bài hát đầu tay của Baby Monster đã chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng của iTunes tại 21 quốc gia và lọt vào top 5 trên Worldwide Chart. MV vượt 22,59 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ phát hành. Baby Monster chính thức trở thành nhóm nhạc có MV debut đạt lượt xem cao nhất K-pop, vượt qua thành tích của đàn chị Blackpink hay các nhóm nhạc khác như aespa 21,4 triệu lượt xem Black Mama, NMIXX 19,7 triệu với MV OO hay ITZY với Dada Dala 17,1 triệu. Baby Monster đã thu hút sự kỳ vọng ngay cả trước khi ra mắt nhờ tham gia chương trình thực tế do YG Entertainment sản xuất. Tại đây, nhóm thể hiện kỹ năng xuất sắc. Bài hát Butter Up của Baby Monster chứa đựng thông điệp tự tin như một người thay đổi cuộc chơi và cục diện của thị trường âm nhạc toàn cầu. Bài hát đặc trưng bởi âm thanh hip-hop độc đáo của YG Entertainment, những đoạn hook hào nhoáng và phần bridge thú vị. Sau khi MV Butter Up được đăng tải lên các nền tảng, trái với kỳ vọng, công chúng tỏ ra hụt hẫng và dành nhiều góp ý cho màn ra mắt tân binh thiếu bùng nổ của nhà YG. Bài hát bị đánh giá thiếu cao trào, không ấn tượng, Baby Monster như bản nữ của Cheshire. Phần hình ảnh và concept MV Better Up thậm chí còn gây tranh cãi vì như phiên bản chắp vá của Blackpink 2NE1. Khanet cho rằng YG không hề chăm chút cho nhóm nữ mới, chuẩn bị sản phẩm vội vã và hời hợt. Trên các diễn đàn còn lan truyền thông tin YG không có giám đốc hình ảnh cho dự án này. Một trong những điểm đặc trưng đầu tiên chính là cách quay, dựng, đóng hộp, cộp mác YG. Chất hip hop trong Butter Up được tô đậm qua bối cảnh setup lộng lẫy, trưng dụng các khối hình hộp và màu sắc nổi bật tương phản. Tất thảy đều đã được ứng dụng cho 2NE1 Blackpink. Do đó, bài hát tạm thời không đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Butter Up thậm chí không lọt vào bảng xếp hạng Melon. Trong khi đó, đàn chị Blackpink vừa ra mắt đã thống trị mảng nhạc số. Baby Monster được quảng bá như nhóm nhạc tương lai, thế hệ kế cận của Blackpink hay người thay đổi cuộc chơi, nhưng lại ra mắt với một sản phẩm sao chép từ chính tài nguyên sẵn có của công ty. Việc không định hình được thương hiệu riêng từ sản phẩm debut sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp đường dài của nhóm sau này. Nói về Blackpink, nhóm được ra mắt và mở rộng thị trường ra nước ngoài, họ trở thành nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất cả về danh tiếng lẫn thành tích. Bắt đầu với đĩa đơn đầu tay Square One, bao gồm hai ca khúc chủ đề Whistle và Bombaya, Blackpink tiếp tục chinh phục khán giả với Playing With Fire, As If It's Your Last, Did You, Kill This Love hay Shutdown. Theo Nielsen, Blackpink đã làm rung chuyển các bảng xếp hạng với mỗi lần phát hành ca khúc, chứng minh họ là hiện tượng toàn cầu. Nhóm cũng lập kỷ lục là nhóm nhạc nữ K-pop thu hút lượng khán giả lớn nhất trong tour diễn 1,8 triệu.